Hola của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có rất là nhiều dòng giới hạn. Nói chung là đây là một số cái dòng like. Mặt hoa của nó rất là đẹp và cây của nó cực kỳ đẹp nha cô chú. Cây này là hàng thuần chậu và cô chú nhìn một số thân rất là đẹp á. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con đang bán đồng giá là 220 ngàn một combo. Và khi gửi hàng thì bên hàng bên con sẽ bỏ hết tất cả các chậu còn gửi hàng đi. Tại vì để nguyên chậu sẽ rất là cước cao nha cô chú, cước rất là cao. 220.000 một combo nha cô chú. Và địa chỉ cửa hàng của nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ở đây thì bên cửa hàng Hoa Lan bên con xin phép giới thiệu các cô chú mình một số cái mã số cây đầu tiên. Và nếu mà cái cây nào thì con biết tên con sẽ nói tên, còn không biết tên thì con sẽ nói là hàng sổ nha cô chú. Tại vì nó có một số dòng con quên tên nè. Nó rất là đẹp, đồng giá 220.000. Đây là combo mã số 1 nha cô chú. Và cái cây bên trái đầu tiên này đó là một cái chậu hạt phi đài. Và hạt vĩ đại thì hoa của nó rất là to nha cô chú, cực kỳ to luôn. Hạt vĩ đại này. Chậu đầu tiên là chậu hạt vĩ đại và kích thước của chậu hạt vĩ đại này thì bên cửa hàng bên con đang đo được chính xác luôn. Để các cô chú mình xem đó là 50cm nè cô chú. Và cái cọng chậm hồng long kích thước là 40. Và đây cái chậu cuối cùng là chậu Hawaii. Một thân là 30 và một thân là 45cm nha cô chú. Combo 3 chậu này thì con bán với giá tiền là 220. Và còn bán ra với giá rất là rẻ nha cô chú, nên còn không bao ship. Cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay về sưu tầm thôi. Và con sẽ bỏ chậu ra hết, con sẽ gửi hàng đi. Cây là hoàn toàn bình thường, rất là khỏe mạnh nha cô chú. Nhưng mà con muốn xả hàng ra nên con bán giá rẻ cho các cô chú mình về sưu tầm. Combo mã 1, 220. Combo thứ hai đây là combo mã số 2 nha cô chú. Và cái chậu đầu tiên nó là một cái chậu chầm DHK7 được lai với cây thanh củi. Và cái thước thân dài nhất của nó hiện tại là khoảng 55. Và cái thân ngắn là được tầm khoảng 30 nha cô chú. Còn cái giờ thứ hai đó là chậm 6 mắt kích thước là gần 30cm nè. Còn chậu thứ ba đây là một cái chậu hạt trắng đài, hoa rất là to cô chú. Trắng đài ha. Và combo 3 trong này thì cũng bán với giá tiền là 220. Giá rất là hời cho các cô chú về sưu tầm. Cô chú nào mình mới vô chơi trong cái dòng này thì mình nên mua đi về để mình chăm sóc rất là dễ cô chú. Combo 220.000 3 chậu nha cô chú. Và đây là combo trắng đài mã số 3 của chú. Cái chậu đầu tiên là một cái chậu dây hạt 4N. 4N là hoa nằm màu đỏ và hoa rất là to nha cô chú. Kích thước của giò 4N này cửa hàng bên con đo được là 45 nè. Còn cái giò chậm này thì con đo được là tầm khoảng 32. Còn cái giò dây hạt trắng đài này thì kích thước là 35cm của chú. Và combo này là combo mã số 3. Và giá tiền ngày hôm nay thì con bán ra với giá tiền là 220.000 cho mã số 3 nha cô chú. Combo 3 chậu mã số 3, giá là 220. Và tiếp tục đây là mã 4 nha cô chú. Và đây là cái chậu đầu tiên là chậm hồng búp bê nè. Và cái thân già của chậm hồng búp bê này là được khoảng 20. Thân đang đi ngọn là 30. Còn 4N này thì thân là 35cm cô chú. Còn cái giò chậm lai này là khoảng được gần 35cm rồi. Và giá tiền của combo 3 chậu này thì con bán ra với giá tiền là 220 nha cô chú. Chậm búp bê, rồi ở giữa là chậu dây hạt 4N. Còn bên chậu cuối cùng này đó là một cái dòng chậm lai. Và combo 3 chậu thì con bán ra với giá tiền là 220.000, mã số là mã 4 nha cô chú. Mã 4 giá 220, combo 3 chậu. Và đây là combo 4 chậu. Tại vì cái này là thân nó ngắn cô chú nên con để là 4 chậu. Chậu đầu tiên đó là Pháp nè. Còn chậu này là một cái chậu chầm rồng đỏ. Chậu này là dây hạt 4N nè. Còn cái chậu này là một chậu chầm lai. Mã số là mã số 5. Và một số thân ngắn ngắn là tầm khoảng cỡ 15cm là trung bình nha cô chú. Còn cái thân dài nhất của nó hiện tại là tầm khoảng cỡ 40cm. Đó. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 220.000 4 chậu. Đây là mã 6 nha cô chú. Bên đây là chầm rồng đỏ, bên đây là 4N, và đây là giò hạt vĩ thiên cung lữ bố. Và giá tiền combo 3 chậu này cửa hàng bên con bán ra là 220.000. Mã 6 nha cô chú, 220. Combo 3 chậu rất là đẹp. Tiếp tục combo mã tiếp theo đó là mã 7 nha cô chú. Cái chậu đầu tiên đó là một cái chậu hạt vĩ mà được lai vôi mặt hoa rất là đẹp cô chú. Và chậu thứ hai đây là một cái chậu dây hạt Hawaii. Và chậu thứ ba đây là Asa cô chú, thân của nó rất là đẹp nè, đang đi ngọn luôn. Đó. Rất là lực nha cô chú. Và combo 3 chậu ngày hôm nay đó là mã số 7 nha cô chú. Bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền 3 chậu này là 220.000, combo 3 chậu. 220.000 cho 3 chậu nha cô chú. Mã số là mã số 7, 220.000.
tục đây là combo mã chính nha cô chú. Và chậu đầu tiên đây là chậu trầm trồng đỏ nè, đây là chậu hoa quế tím và đây là Asa. Combo 3 chậu này thì con vẫn bán ra với giá tiền là 220 luôn. Và đây là hàng con làm kia nên rất là chuẩn hoa nha cô chú. À, đây là trầm rồng đỏ nè, nói chung thân rất là đẹp. Mã số hiện tại của nó ngày hôm nay con đang bán đó là mã số 8 nha cô chú. Và giá tiền combo mã 8 ngày hôm nay thì con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 220.000. Combo mã số 8 giá 220 nha cô chú. Mã 8 220.000. Tiếp tục đây là mã tiếp theo, đó là mã số 9 nha cô chú. Và đây là một cái dòng hạt vĩ, và đây là hạt vĩ lá biên, mặt hoa biên rất là rõ nha cô chú, hạt vĩ lá biên nè. Và giá tiền của nguyên chậu hạt vĩ ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra để các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 250.000 cho nguyên chậu cho cô chú. Cây đã bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều, về một tách ra mình trồng được rất là nhiều thân, và tất cả đây là lá biên nha cô chú, hạt vĩ lá biên. Và giá tiền của combo hạt vĩ lá biên ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 250.000, mã số là mã số 9, hạt vĩ lá biên nha cô chú, rất là nhiều thân, giá 250.000. Và đây là combo mã số 10, và đây là một cái chậu hạt vĩ đài rất là nhiều thân của chú, đây là Hawaii, đây là 4N. Và giá tiền combo ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra giá tiền là 220 của chú. Và chậu hạt vĩ đài này hoa rất là to, kích thước dài nhất là gần 50, thân của cái cây 4N này là tầm khoảng 45, và giò 4N được khoảng 25cm nha cô chú. Và giá tiền combo 3 chậu mã số 10 ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 220.000, 3 chậu nha cô chú. Combo 3 chậu, mã số là mã số 10, giá 220. Số thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tiến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú.